Nước nhiễm mặn là nước ngọt bị nước mặn hay nước biển xâm lấn vào, có nhiều muối nhưng trong đó chủ yếu là NaCl. Nước nhiễm mặn gây thiệt hại lớn về thiếu nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, gây ảnh hưởng đến trồng trọt, chăn nuôi. Vừa qua, Quy Ba nhận tư vấn lắp đặt hệ thống lọc nước nhiễm mặn cho khách hàng tại Khánh Hòa với mục đích lọc nước nhiễm mặn để trồng cỏ cho sân bóng đá. Hãy cùng Quy Ba đo kiểm tra độ mặn ban đầu và sau khi qua hệ thống lọc nước RO thì kết quả như thế nào nhé. Hiện nay tôi đang có mặt tại Cam Lâm, Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, thì bây giờ là chúng tôi sẽ đo thử cái nước giếng đầu vào, nó có cái độ mặn, nó đang bị mặn cho nên là không thể tưới cỏ được trong một cái sân bóng ngoài kia. Thì bây giờ chúng tôi đo thử, anh chị thấy đo trực tiếp luôn nha. Thì hiện nay á là cái chỉ số độ mặn nó đang là 1200 ppm, 1200 ppm nè, đây đó, đây là 1200 ppm. Thì với cái độ mặn này á là cái cây cỏ hoặc là bất kỳ cái cây ăn trái nào nó cũng không có thể nào sống được, và nó sẽ bị cháy, nó bị hư, cho nên là khách hàng có nhu cầu là phải xử lý cái nguồn nước này để nó đạt được cái chất lượng là nước ngọt để tưới cỏ, tưới cây. Bây giờ á tôi cũng sẽ đo cho anh chị thấy là cái hàm lượng tổng chất rắn hòa tan TDS ở trong cái nguồn nước này là bao nhiêu. Hiện tại đang là 1380. Sau khi mà chúng tôi đã đo được cái nguồn nước đầu vào chưa xử lý rồi, thì bây giờ chúng tôi sẽ đi qua cái nước lọc sau xử lý hệ thống RO nước mặn. Thì anh chị sẽ xem kết quả như thế nào nhé. Đây là giá trị bằng 0. Khi mình đo vào cái thiết bị này là nó về bằng 0 luôn. Đấy, đây là một cái kết quả rất là tuyệt vời phải không quý vị? Kết quả bằng 0 thì nước rất là ngọt ha. Đây là qua cái hệ thống lọc nước, RO nước mặn của Quy Ba. Rồi, chúng ta đo thử TDS luôn ha. Rồi, nguồn nước của TDS đây. Rồi, sau khi mình đo TDS á, nước sau lọc TDS nó chỉ còn có 29 thôi. Mà nước đầu vào của mình là 1380. Và độ mặn đầu vào là 1200. Đó, đây là một cái hiệu quả rất là rõ từ cái hệ thống lọc nước RO nước mặn của Quy Ba nha. Thì em sẽ giới thiệu cái van này là van filter. Ô tô van filter nó giống như là van ba ngã. Và em giờ sẽ giới thiệu những cái chức năng của cái ô tô van này. Sử dụng cho tái sinh cho thằng này tiếp. Tới thằng này luôn. Trời, đậm dặn hết luôn. Rồi em canh đồ một từ 3 đi. Rồi dặn nhiều lên, dặn vừa tay thôi. Rồi. Anh thấy đầu tiên là vật tư kết cấu thấy ok. Nói chung là rất là tốt. Đó thì về chất lượng nước so với mà lúc ban đầu thì nó vượt trội. Nước không còn mặn nữa, độ mặn về không rồi. Anh thích nhất là cái mà xúc rửa tự động cho cái lọc thô á, nó không dùng tay, nó là auto. Mà công ty thì trước khi làm là có kiểm định cái nguồn nước để mà tăng cường cái lọc thô cho anh, thì để nó đảm bảo được cái màng lọc RO này nè. Đó, thì trước khi mà nước vào này là phải công ty tăng cường xử lý thô rồi, nhưng mà sướng cái là mình nó xúc rửa tự động, không có dùng mà tay, tới giờ thì là nó tự động thôi. Rồi đi qua cái màn này, thì anh thấy là khi mà nó ra chất lượng nước á là nó là ok, và đúng như cái lúc ban đầu mà công ty tư vấn cho anh luôn.